Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ đánh liên đấu 3v3 cùng với anh Tùng, nghe mùi Johnly. Và Khải đang cầm vạt đường môn Angelina Johnly nha nè. Rồi cầm với anh Tùng là cùng nghe mùi. Và kèm với một năm độc phi trần nha nè. Đó, cho nên cùng xem sơ qua sức đồ của các anh em trong team của mình. Đây, hôm nay Khải cầm vạt của anh Tùng Khải đánh nha nè. Và video này thì Khải sẽ up thành ngày cho anh em xem. Thì liệu như thế nào, có lấy được top 1 hay top 4 hay không, thì anh em cùng xem kết thúc hành trình 48 trận liên đấu nha em. Và ở lần này thì 3v3 thì đối với sự dự tính thì sẽ cố gắng nha em, sẽ cố gắng nằm trên top 4 đổ lại nha mọi người. Đó rồi. Đây anh sẽ đổ 450 Nguyên Tùng rồi. Ok rồi, vô đi giữ thực lực nha, lúc đầu giữ thực lực đi, chưa có đi từ từ thôi. Rồi, giờ đứng yên chỗ càng tốt. Rồi, đây anh em xem sơ qua xếp đồ. Ngày mai ngày kia này mới lên được xếp trong bang thì đó xếp đồ nó sẽ khác. Xếp đồ này anh Tùng đang view 120 làm trọng. Ơ, chưa. À, có 80 trọng thôi, 80 trọng thôi, bao tay không có xài. Anh Tùng vẫn đỡ cho nó có nhận kháng hỏa 25 hả anh Tùng? Em thích em đeo mà nhận kháng lôi vào thì lên 120 trọng nhưng kháng đủ. Thêm người thân kháng hỏa đi. Xong rồi mình về Disney với lại thịnh mập hả? Liên đấu 3-3 đi. Giết nổi rồi mà. Không nào giết nổi đâu. Đúng rồi. Mang kháng hỏa không hợp lý, 80 trọng đánh 3-3, 80 trọng là hợp lý rồi đây, không sao đâu. Không, lên 120 trọng kháng hỏa vẫn 70 mà kháng hỏa vào đấy có thể hỏa. Nó không đánh được em đâu. À, nếu vậy thì cũng được. Nhà tiếp nữa thôi. Còn có 3 dụng do thôi, chặn sau. Trận này có gắn gặp Tony Tèo giết nó cho nó thua một trận này, đúng không? Tên Tony Tèo đúng không? À, tiền rồi, tiền ạ. Ừ. Nó có đi đâu, nó đang né sao? À, đang đi à. Có đây, có đây. Rồi, ok. Rồi. Theo sau nó là dở gặp nha. Theo sau xem tin tức nó liên tục vô. Là dở gặp lắm. Thì tao đều tươi là xem quýt đâu, mẹ đứa đi chung không? Ừ. Đào tươi đấy. Đào tươi xem quýt nó, xem quýt em đi. Có Scarlet, Ngami con ý thì đánh yếu thôi. Sợ đâu. Như là để xem hai con kia đúng rồi. Đấy, mới nói gặp thiếu lâm chịu quăng nha, gặp biết được không quăng. Đường môn hai đường môn một thiếu lâm nha. Rồi ok uống bình máu là trả đời ơi. Nó không có nghe mùi à, nó không có nghe mùi à. Không có nghe mùi. Rồi ok đánh tốt rồi, biết được không văn. Rồi ok rồi, hay rồi quyết tương phi rồi, đúng rồi bây giờ khất liền cứ chạy có đang chạy có đang vua là win đúng rồi. Rồi xong đâu 160 chúng độc, 160 chúng độc kháng độc. Với lại tăng cái lên tỏa là tăng cái chiêu kháng độc cộng thêm á Khải hả? Ừ. Tem nạp dục kinh á, quất mắt đá nữa. Mắt đó nữa. Cho nó lên kháng độc cho nó trâu. Kháng độc mắt luôn á. Quân luôn cho khô máu luôn. Nếu cách dòng máu của mình ở đây nè. Nếu quan chiều mình cứ solo nghỉ mình solo đeo chặt cá. Quất. Mình ôm sát quất nó luôn, quất khổ béo luôn, lại nó chịu nổi rồi. Ừ. Bữa quýnh nói vậy, quýnh hiếu táo vậy. Bữa vô đại hội luôn, bữa gặp nó ở tận làm thứ B á, xong vô bán kết rồi nghĩ vô gặp nó thua chứ, còn nó hơn mình đó quả là mật tịch, tại kinh nó mười mấy, mười tính ra nó hơn mình cả 20 cấp luôn á. À. Đồ này nghĩ vô quýnh thua không, lúc cùng cho hổ béo luôn, bột mày hai tao luôn, quýnh chết luôn. Đè nó, muốn đi đủ mạnh dí. Ừ, mình dồn đam, trụ đam luôn á, nhồi máu bánh mạnh luôn á. Nhồi máu quýnh luôn, buồn để rồi, gặp B Hậu nha. Bà Hậu. Tiên B Hậu nha. Tiên Vương quả đen em đi. Rồi, ok. Quýnh bè hậu trước nha, quýnh bè hậu trước nha. Rồi, cứ thoải mái. Bè hậu làm gì đâu mà lo. Bè hậu văng, một đeo văng. Bè hậu văng. Bè 4, 1, 6, 50. Trận thứ 3 trong ngày. Đánh nhanh. 50, 60. 60, 19 cũng... 60 là 19, 79, từ 15. 79 từ 15, 64 không? Còn lý ra cũng đâu có mắt, đâu full đâu. Nó tập 60 sáu mới, 60 sáu mới. Ừ. Nó cũng đâu có chuyên mua bèo đâu. Mua chuyên bèo hết hạn hết, không mua con cá nào cá. Con cá này bé nữa. Bây giờ muốn có tiền không mua được game ạ. Ừ. Nó ác thế cơ, phi phong mấy cả kim cương bào này có tiền rồi không mua được. Hết event. Đợi event không rồi. Không có đâu. Hôm vừa rồi nào anh lại... May anh lại ăn được cái 7 ngày cho con đường môn đấy. Rồi, chuẩn bị. Đừng có nào tao chuẩn bị nhé. Chịu quan, chịu quan, tao chuẩn bị nhé.
gặp nghe mi cười điêu thường à, anh Tùng la luôn. À, muốn nhanh, muốn nhanh, muốn nhanh, muốn nhanh để mình nhanh nói cái thời gian. Muốn nhanh lấy thời gian. Lấy thời gian, lấy thời gian. Máu vô, máu. Muốn đeo luôn, muốn đeo luôn, muốn đeo luôn. Nhanh gọn luôn. Rồi, ok. Lấy thời gian để... Rồi, vô, trận cuối cùng trong ngày. Cố gắng chiều mai quất thêm chiều mai ngày mai lão đồng mình quýnh 12 trận nữa ấy. Tôi lấy cố gắng lấy cái tầng chuẩn môn năm độc đi để cái mặt nè hai cách đi. Đúng rồi, chụp có thêm tầng chuẩn môn năm độc bên phi trận nữa không? Tôi cố gắng quýnh hết lực luôn. Rồi. Rồi về bên kia chẳng tay chân á, dũng là. Từ nhiều bữa đúng hang ho luôn, bữa đi mới đầu cái bữa mà mẹ đánh vô tao bén có chung có rồi đúng quá má đánh đúng thằng ho luôn á, tu gặp đội nào cũng ăn, gặp đội nào cũng ăn máu liền nữa thua đầu gáo à, bữa thua đầu gáo tự nhiên quýnh má trận sau yếu tự nhiên mình thấy mình cảm thấy mình tự nhiên mình vô nó mình gặp nó tự nhiên mình như dạng cơ dưới gì á, thấy tự nhiên rụt rè liền đúng không, đi đi mà còn má bữa vô nó gặp nào cũng ngoài ở trên cơ mà cỡ mẹ nhồi máu hay tăng ăn hay là ăn à, còn bồng bê mua dòi bê mua dòi giống như cũng đâu có ăn nào quế bê mua dòi đâu, chỉ gặp nghe mi là quýnh câu câu đem tầm phút hai phút chứ còn mới kêu bê mua dòi à, còn bồng bê mua dòi một là chết hai là chết à, thì bạn cũng nhớ tự nhiên mỗi khi đầu cái thằng Bumpy trưởng lãng ma của Ba Miền này nó là cái bang à? Bumpy nó cái bang sao mà năm độc sao ấy, năm độc à, bang đây mày nó không cá dòng ấy. Ủa, xem nó không. Cái, không phải nó cầm cái đeo giống của thằng này không gì nó có một tí cầu thủ nó thằng này cái bao cái này thằng nhẫn chắc thằng nhẫn thôi năm cái họ xếp nội công rồi nó mà trốn cái cái đeo đi đầu server của thằng Lâm Xuân của ban cái nghe này thằng trưởng lão của Ba Miền đi nó đang PM anh nó sao bảo là tí nữa anh cho con đường môn qua bang em mà lấy vòng nguyên thoại mà đánh ô lại ngon nữa. Được được kêu ok anh ơi, ok anh ơi. Ok. Có đồng ý quá, đồng ý quá. Đồng ý là anh ơi. Kêu nếu được giải thì cảm ơn đi anh ơi, ok anh ơi. Tại vì bên Tùng ra cho nàng đại sư huynh mượn đồ ấy mà. À dạ đó, đúng rồi, đại sư huynh nói lại cũng được, hợp lý đấy. Hợp lý cái về cái lại anh đồ à. Đúng rồi. Hôm qua anh cho đại sư huynh mượn đồ ấy. Ok, rồi ok. Được bao hơi lắm. Xong cái này xong hoạt động bớt rồi cho qua anh Tùng, xong hoạt động bớt cho qua nha. Ừ ok anh ơi. Rồi ok thắng 4 trận rồi nè. Ok hai làm video rồi đang video xong rồi 4 trận win nha nè, 70 giây quá nhanh luôn. Rồi tiếp tục cứ đánh cố gắng mùa này cố gắng top 1, 2, 3, 4 cho anh em xem. Hôm nay có một số cao thủ khá là khác nhưng mà vào bên trong này mình cũng thiệt được 1-2 đội rồi. Rồi ok vậy. Rồi anh Tùng ơi em mặc luôn này vô đi anh ơi, ok rồi đấy. Ok bởi vì anh em cứ các hoạt động cứ các hoạt động phụ ban xong rồi là xong nào giờ đóng kim á, giờ đóng kim là anh đưa qua bên đó rồi lấy dòng nha. Ok ok.